Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình em nhá. Rồi ok em này, hôm nay mình lại vào để tiếp tục chiến con Ewin anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ vào để chiến quả hành trình quay hũ này anh em này. Ok. Thì hiện tại mình đang hiện tại đang có 8 con hũ anh em ạ. Thì mình sẽ vào đây để quay con hũ gọi là này, quay con phá băng này làm sao anh em nhé, vào hoàn phòng cao thủ của anh em này. Bởi vì mình đang có 20 củ anh em ạ, 20 củ thì mình sẽ quay ở mức một củ một lượt quay anh em nhé. Rồi trước khi quay cái lệnh đầu tiên một củ thì anh em đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình em nhé. Rồi ai xào lụm luôn này em ơi, lụm có 4 lít này, ai được, ai chào làm 3 củ 6 đây, nét đây nhờ, rồi, đột phá, 3 củ 4 này, ui, đấy, tổng lên 25 củ anh em này, đúng có 2 lệnh quay anh em nhá. Lúc nó mà đã lụm thì lụm kinh lắm anh em ạ. Nhưng mà vào cái côn cái cầu nó mà gãy đấy, gãy thông ba tay lại mất đứt mất 3 củ vào anh em. Ai sao được này. Uầy. Đấy ăn 3 phát thông mà nó sập đến 3 cái mà vẫn chỉ có 8 lít. Nhưng có những lúc chỉ sập một phát thôi là cũng kiếm được mấy củ anh em nhá. Chính thức là đang đứt mất một củ anh em này. Rồi làm lại 3 củ ngay anh em ạ. Đấy lại có nhô ngay. Mang tiếng quả đột phá hoàn hảo, ăn kém thế nhỉ. Ôi, gãy quả kinh đấy nhỉ. Còn 17 củ này. Để chính tỏ cái dây này không còn thua anh em ạ. Ai đấy, phải là vào hai phát đột phá này thì may ra. Đấy, vẫn đang ở cái máng lợn này anh em này, 20 củ. Khá quá nhè, đấy huề, tay này huề. Nhìn ăn thì nghe có vẻ phê nhưng mà thực ra là chỉ là huề thôi anh em ạ. 6 lít này. Rồi ok, đây đặc biệt anh em này. 4 củ, 5 củ này, nét chưa? Đấy, đang lời được 3 củ. Kinh quá, 3 củ được đúng 3 phát dí anh em ạ. Ai trao được phết nhờ. Khá đấy. Lại lỗ mất 1 lít này. Ăn sập đến cái thứ 3 mà vẫn lỗ mất 1 lít. Ô cày thế nhờ. Rồi làm 2 củ này, nét chưa. Rồi ok này, lại về bờ anh em ạ. Khó quá nhè, quay lấy mấy củ để chốt mà nghe có vẻ hơi khó. Chính tỏ cái ô tô với lại cái sân bóng này hơi ghẻ anh em ạ. Lại sập đến 3 cái mới được có củ 2, chán thật. Ai chào một dàn ô tô.
Vẫn chỉ là đang ở mò thôi nhà mày. Chán thật. Chưa phát nào mà win phát nó cao cao để chốt. Nghe có vẻ chốt kiếm lấy 45 củ mà nghe có vẻ hơi khó anh em ạ. Vãi cả lìn. Vãi cả trường mới đầu 4 lít này. Đấy, quả này mới hòa với tay này anh em này. Mày, chán thật. Nghe có vẻ hơi xương anh em ạ. Đấy, cứ mỗi một phát bấm là nguyên nồi anh em nhá. Quả này làm gì mà gây chết ra đây. Ba củ à. Ai chào được đấy. Về bờ. Định mệnh vẫn ở cái máng lợn này. Khó chịu thật. Ai sao quả này được này. Nhô ra được một củ. Quay phát lại hết luôn này. Định mệnh. Chán thật. Chán quá anh em ạ. Ai chào quả này đặc biệt này. Gỗ này. Xôi ok. Ui phê chưa anh em. Thôi có lẽ là 4 củ rưỡi thôi anh em nhé. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc anh em đánh theo cái chiến thuật, quay theo cái công thức của mình thì chúc em quay gặp nhiều may mắn anh em nhé. Anh em xem clip cảm thấy hay thì đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình em nhé. Rồi bye bye anh em.